Rovenbeck. Darwin Núñez. Mohamed Salah tiêu chút nữa thì Mohamed. Mặc dù cú dứt điểm của Mohamed Salah không có lực quá căng, nhưng góc dứt điểm lại thực sự là hiểm hóc. Lần này thì James Travers đã có một pha đổ người chính xác. Giữa sân, quả tạt. Rồi, không vào. Người đã chơi xuất sắc là Andrea Doda. Chúng ta cùng nhìn lại pha tiếp cận và dứt điểm rất nhanh của Leon Bailly. Rất đáng tiếc Adriana đã cản phá xuất sắc ở trong pha bóng này. Khá nguy hiểm. Harrison không vào. Pha bay người xuất sắc của Ederson. Một cú đá mù lại má ngoài của Jack Harrison. Ukraine. Một lần nữa chúng ta xem lại cơ hội rất nguy hiểm trước đó thuộc về Jack Harrison. Odegaard, Rosa, Jesus, Gabriel Jesus, đánh đầu không vào. Phản xạ tuyệt vời của Alphonso Areola từ cú dứt điểm ở cự ly rất gần. Một đường chuyền đầy tinh tế của Gabriel Jesus loại bỏ tất cả những cầu thủ cao lớn của West Ham và đặt quả bóng đúng điểm, rơi đúng vị trí ban đầu của Bukayo Saka. Bóng này Alvarez đường chuyền rất hay dành cho Núñez, đối mặt không vào. Alvarez không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Man City. Pha lên bóng cực hay của đội khách. Alvarez không hề việt vị và điểm chạm này cho Núñez là hoàn hảo, nhưng rất tiếc đó là hai tình huống cản phá liên tiếp của Jordan Pickford. Quà tặng cuối năm từ K Cộng. App K Cộng ưu đãi lớn, giảm tới 50%.